棒。宝宝灯。啊，ngủ ngon quá. Chào các bạn. Hôm qua là lễ Halloween nên mình đã đi xin kẹo cùng cả nhà nè. Nhìn nè, mình nhận được rất nhiều kẹo và sô cô la đủ sắc màu. Mình sẽ để dành phần này, còn phần này hôm nay mình sẽ ăn nha. Ôi trời, sợ quá đi. Halloween đã qua rồi mà, đừng hù con nữa. Mẹ à, ba à, mọi người làm sao vậy? Cả nhà đã biến thành zombie rồi. Mình phải tìm giúp đỡ thôi. Biên Phân ơi, giúp với. Cả nhà mình bị biến thành zombie hết rồi. Cá mập con, mình nghe nói virus zombie đang lây lan khắp đại dương đó. Mình có 4 viên thuốc nè. Mình gửi cho bạn nhé. Mình sẽ gửi thêm cho bạn nếu có thêm thuốc. Cẩn thận nha. Được rồi, cảm ơn Biên Phân. Là thuốc của Biên Phong gửi nè. Mình cần cho cả nhà uống thuốc để có thể trở lại bình thường. Các bạn giúp mình được không? Mẹ ơi, ôi sợ quá. Phòng yêu thích của mẹ là phòng ngủ, nên hãy tìm mẹ ở đây nào. Nè bạn ơi, giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ơ, đuôi màu hồng. Phải mẹ không ta? Ê, đừng động vào ta. Ơ, tiên cá cũng bị biến thành zombie rồi. Cùng tìm mẹ lại nào. Ồ, mình cũng thấy cái đuôi màu hồng kìa. Mẹ ơi. À, mẹ ơi, đừng như vậy chứ. Nè, mẹ uống thuốc đây. Ồ, cá mập con, có chuyện gì vậy? Cả nhà mình đã bị biến thành zombie vì bị nhiễm virus zombie. Mẹ vừa trở lại bình thường nhờ uống thuốc đó. Oh, cảm ơn cá mập con. Hãy cùng đi giải cứu những thành viên khác nào. Cá mập con, mẹ sẽ kiểm tra nhà vệ sinh. Nếu còn thấy thành viên nào khác thì hãy gọi cho mẹ nhé. Dạ mẹ. Tìm ba ở đâu bây giờ? Ba ơi. Các bạn, mình nghĩ cá mập ba đang ở quanh đây thôi. Cùng giúp mình tìm nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ba ơi, ba có đây không? Đổi qua. Ăn đi. Sợ quá đi. Nhưng ba ở đâu rồi ta? À, tìm được rồi. Phải cá mập ba không? Không, cá mập con, lùi lại. Cá mập con, đếm thuốc đi con. Anh yêu, có nghe em nói không? Ồ, anh vừa nằm mơ sao? Sao anh lại ở đây? Cả nhà chúng ta đã bị nhiễm phải virus zombie. Cá mập con đã dùng thuốc cứu chúng ta đó. Ôi trời, cảm ơn con nhiều nhé cá mập con. Nhờ vào thuốc mà Ping Phong đã gửi cho con đó. Nhưng ta cũng cần cứu các bạn bè khác trong đại dương nữa. Hả? Hình như có ai đi ra ngoài kìa.
Con nghĩ là cá mập âm và cá mập bà đó. Nhanh nào, đi theo họ thôi. Bà ơi, ông ơi. Họ đi đâu rồi? Ôi, bà ơi. Bà đang trốn sau bí ngô kìa. Các bạn, giúp mình với. Hãy hô lên nếu bạn thấy cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Bà ơi, bà có đây không? Ồ, chắc là không có đây đâu. Vậy ở đây thì sao? Không có luôn. Bà ở đâu chứ? Cá mập con, ném thuốc mau đi. Đầu của tôi. Bà ơi, bà có sao không? Có chuyện gì vậy? Cả nhà ta đã bị nhiễm virus zombie. Và cá mập con đã cứu chúng ta đó. Vậy sao? Cảm ơn cá mập con. Còn cá mập ông đâu rồi? Là cá mập ông kìa. Tụi con sẽ đi kiểm tra. Cá bà hãy ở đây nha. Không, ta sẽ đi tìm cá mập ông. Cá mập con, đi theo bà. Dạ được, thưa bà. Cá mập con, hãy đi tìm cá mập ông và cứu ông ấy trở lại bình thường nào. Dạ được, cùng tìm ông nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ông nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi của cá ông là đuôi màu xanh lam. Ông ơi, ông đâu rồi? Sao người dám gõ cửa của ta? Là thuyền trưởng hút xấu tính. Vẫn xấu tính như ngày nào. Con nghĩ đó là ông. Đâu? Ở đây hả? Ông à, đừng như vậy nữa mà. Cá mập con, ném thuốc đi nào. Dạ. Ôi không, con ném xa quá rồi. Cá mập con. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm sao đây? Con làm mất thuốc rồi. Hả? Ôi không. Mẹ nghĩ ta phải làm cá mập ông bình tĩnh lại đã. Dừng lại đi, ông ơi. Là tụi con, gia đình cá mập đây. Ôi không, ông ơi, con phải làm gì đây? Ông ơi. Ông mà, sao ông không nhận ra cả nhà chứ? Tôi xin lỗi. Mọi người có sao không? Dạ, cả nhà vẫn ổn. Nhân tiện Biên Phong tìm được nhiều thuốc rồi nè. Vâng, mình đã tìm được thuốc để giúp bạn bè đại dương rồi nè. Cảm ơn Biên Phong rất nhiều. Cả nhà ta cùng đi giúp những người bạn đại dương nào. Vâng, cùng đi thôi. Tất cả sẵn sàng chưa? Cùng đếm đến ba và ném thuốc nha. 1, 2, 3. Mọi người trở lại bình thường rồi. Vui quá, mọi người đã trở lại an toàn. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hãy về nhà nghỉ ngơi và ăn gì đó thật ngon nào. Thật tuyệt vời. Các bạn, hôm nay đã làm rất tốt. Cùng về nhà nghỉ ngơi thôi nào.
chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Hả? Là những quái vật Halloween đáng sợ. Nhưng đáng sợ quá. Nhưng hãy can đảm lên để còn chữa bệnh cho họ nào. Người đầu tiên, ma cà rồng, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ta đã bị gãy răng rồi. Âu âu. Ồ, nhìn kìa, răng anh đã gãy rồi. Đau quá đi, ta không thể nhai. Làm ơn chữa cho ta, để ta còn hút máu nữa. Máu hả? mình sẽ chữa ngay thôi. Mình sẽ chụp X quang để xem tình trạng chỗ răng bị gãy của bạn. Đây rồi. Ôi không, răng nanh của bạn đã bị gãy hết rồi. Nếu để như vậy thì nguy hiểm lắm. Các bạn cùng nhổ răng nanh bị gãy ra nhé. Oh. Oh. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ trồng lại răng nanh mới. Ta là ma cà rồng đáng sợ, nên hãy chọn răng thật nhọn nhé. À. Wow, răng nanh mới của bạn trông tuyệt quá. Ma cà rồng ơi, chu đu đu tu đu giờ đã có, chu đu đu tu đu răng nanh mới, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, các bạn có muốn uống một ngụm máu tươi cùng ta không? Không, không, cảm ơn. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Hôm qua tôi đã nhảy rất nhiều. Ủa, cái gì vậy? Nhìn kìa bộ xương bạn đang yếu đi. Tôi rất muốn nhảy múa, hãy giúp tôi. Thôi không, có trường hợp khẩn cấp, hãy mau đến phòng cấp cứu thôi. Nào, từng bước một, hãy đặt bộ xương về đúng chỗ nhé. Cái này trông như xương sườn vậy. Đúng rồi, đúng là xương sườn rồi. Còn cái này trông như là xương chậu vậy. Đúng rồi. Yay, xương sọ nữa, giỏi lắm. Cùng xếp xương bàn chân nào. Bạn có đang xếp đúng không đó bác sĩ? Sợ quá đi. Đây không phải là bàn chân mà là bàn tay. Mình nhầm lẫn rồi. Xương bàn tay nằm ở cuối cánh tay. Và cái này là xương bàn chân. Xong rồi. Vui quá. Bộ xương đã chuyển động trở lại. Bộ xương ơi, chu đu đu tu đu giờ bạn đã, chu đu đu tu đu hồi phục rồi, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Wow, giờ bạn có thể nhảy múa trở lại rồi. Cảm ơn. Người tiếp theo. Ủa, mà sói. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã đâm đầu vào cành cây nhọn. Âu, đau quá. Âu. Nhìn đầu bạn xem, đang có vết thương.
đâu qua đi thôi, xin hãy giúp tôi. Nào, nào, bình tĩnh lại. Chắc là đau lắm, mau giúp bạn ấy nào. Ta cần dọn cái mạng nhện kia đã. Bạn chắc hẳn là đang đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn làm sạch vết thương để nó không trở nặng nhé. Sẽ hơi đau một tí thôi. Xong rồi. Mình nghĩ bạn cần khâu 4 mũi. Cố lên nhé. Sẽ xong ngay thôi. 1 2 3 4. Những mũi khâu thật đẹp. Mình sẽ dán băng cá nhân lại ngay. Dán băng cá nhân lên vết thương nè. Hoàn thành rồi. Bạn giỏi lắm, ma sói à. Bạn ma sói, tu du du tu du, giờ thì đã tu du du tu du, chẳng còn đau, tu du du tu du, chữa xong rồi. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã bị thuốc độc văng lên mặt. Mặt bạn bị sưng lên những đom to. Nhất quá tí tôi ơi, đau quá nè. Cố gắng chịu đau một xíu nhé. Để mình xem qua cái nào. Các bạn cùng nặng những cái mụn ra nào. Đầu tiên dùng kim nhọn chọc thủng nè. Xong rồi, giờ thì hãy nặng chất độc bên trong những chỗ mụn kia ra hết nhé. 1 2. Xong rồi, giờ thì bôi thuốc lên vết thương cho nó không để lại sẹo nhé. Wow, mặt bạn sạch đẹp lại rồi. Bạn phù thủy tu du du tu du, những muôn nước tu du du tu du đã biến mất, tu du du tu du, chữa xong rồi. Cảm ơn rất rất nhiều. Tôi sẽ tặng bạn một món quà. Đây là con mắt dơi quý giá của tôi. Cảm ơn. Giờ thì tôi đây đây. Mọi người về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Nhờ tất cả các bạn đó. Lần sau cùng mình giúp đỡ mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Hôm nay là lễ Halloween. Pink Fong sẽ tham gia bữa tiệc Halloween cùng gia đình cá mập. Pink Fong lặn xuống biển nè. Nhưng không thấy gia đình cá mập đâu cả. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Cá mập con, bạn đâu rồi? Người đang tìm gia đình cá mập đúng không? Nhưng rất tiếc, ta đã dùng phép thuật nhốt gia đình cá mập vào lâu đài ma quái rồi. Đi mà tìm họ. Nếu tìm được, ta sẽ thả họ ra và cho người kho báu. Còn nếu không, ta sẽ nhốt cả người luôn. Giúp với Pin Phong ơi, các bạn ơi. Không, đáng sợ quá. Các
bạn, hãy cùng nhau giúp Ping Phong đi tìm gia đình cá mập nha. Cùng nhau tìm cá mập ba nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chỉ tôi ba cá mập là đuôi màu xanh. Phải ở đây không ta? Chào Ping Phong, chào các bạn. Các người không sợ ma cà rồng sao? Nếu người chạm vào ta lần nữa, người sẽ gặp rắc rối đó. Ôi không, là ma cà rồng. Các bạn, cùng nhau tìm lại nào. Cá mập ba ơi, ra đây nào. Tôi không phải cá mập ba. Là một chú hề. Phải ở đây không ta? Chính xác là tôi, cá mập ba đây. Cảm ơn vì đã tìm tôi nha. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập ba. Cùng tìm tiếp cá mập mẹ nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, xem cá mập mẹ đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Nhìn kìa, mình thấy chiếc đuôi màu hồng. Chắc là cá mập mẹ đấy. Peekaboo, bị ta lừa rồi. Ôi, là một chú dơi. Cùng nhau tìm lại nào. Có cái đuôi màu hồng kìa. Đuôi còn lại cũng màu hồng nhưng có sọc vàng. Đâu mới là cá mập mẹ? Đây ư? Cùng gọi cá mập mẹ ra nào. Cá mập mẹ ơi! Bị nhốt ở đây thật là khó chịu. Cảm ơn đã tìm thấy tôi. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập mẹ nha. Đuôi của ai đây? À ha, là viên kẹo. Ồ, là kẹo của ta. Ôi, một bộ xương. Chạy nhanh nào. Cùng tìm tiếp cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, xem cá mập bà đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Thấy cá mập bà rồi. Tốt lắm, ta đang chán đây. Cùng chơi đùa một chút nào. À, Ping Phong lại biến thành bộ xương mất rồi. Ping Phong, bạn có sao không? Mau đi tìm cá mập bà để nhờ giúp đỡ nào. Đuôi màu cam của cá mập bà là... đây! Tìm được ta rồi, giỏi lắm. Đừng lo Ping Phong, bà sẽ giúp cháu trở lại bình thường. Wow, trở lại bình thường rồi. Cảm ơn cá mập ba. Cảm ơn cháu nhiều. Nào bạn ơi, đến chơi alo quyết với cá mập ba nha. Nào cùng nhau tìm cá mập ong nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập ong nè. Và màu xanh lá cây đó chính là đuôi của cá mập ong. À, có gì động đậy bên trên kìa. Là ai đây? À, kẹo hay bị kẹo?
Các người muốn ăn kẹo không? Wow, kẹo! Cảm ơn ngài cướp biển. Cá mập ong ở đâu nhỉ? Mình thấy cái đuôi xanh lá kìa. Phải đuôi cá mập ong không nhỉ? Tôi là quái vật. Pin Phong, có một xác sống phía sau bạn kìa. Hả? Xác sống? Ở đâu? À, sợ quá. Tìm cá mập ong nhanh nào. Cá mập ong ở đây. Hiu. Các cháu chắc là sợ lắm khi đến đây phải không? Cảm ơn rất nhiều. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập ong. Woo. Nào, còn ai chúng ta chưa tìm ra nhỉ? Các bạn ơi, tìm mình nhanh lên, mình sợ quá. Tìm cá mập con nhanh nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và nhớ chiếc đuôi của bé con là đuôi màu vàng nha. Các bạn, có nhìn thấy không? Có đến hai cá mập con. Có chuyện gì vậy? Nhìn này, ai mới là cá mập con thật? Mình là cá mập con thật nè. Không, mình mới là cá mập con thật. Các bạn, ai mới là cá mập con thật vậy? Phải rồi, ta có thể nhìn cái đuôi. Đuôi của cá mập con màu vàng. À ha, tìm thấy cá mập con rồi. Các bạn thật là giỏi. Tí nữa là lừa được các bạn rồi. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập con. Boom. Wow, cá mập bà, cá mập ông, cá mập con, cá mập mẹ, cá mập ba. Tìm thấy gia đình cá mập rồi. Yeah. Giỏi lắm các bạn. Ho ho, Pin Phong, các bạn, tất cả tuyệt lắm. Như ta đã hứa, ta sẽ thả gia đình cá mập ra. Nào, thưởng thức tiệc Halloween đi nào. Woohoo, thật tuyệt vời. Mình đang hóa trang thành cá mập xác sống cho lễ Halloween nè. Các bạn thấy mình sao nè? Bây giờ cùng nhau đi gặp bạn bè của mình nha. Ô, chào cá mập con, đúng giờ quá ta. Bạn có thể trông chừng em bé giúp mình một chút được không? Mình đang có việc phải đi gấp sang thị trấn bên cạnh nè. Chào xe buýt cá mập. Mình biết rồi, được chứ. Đi đường cẩn thận nha. Xin chào bé cưng. Em nhỏ hơn chị nữa đó. Rất vui được gặp em. Ôi, đừng khóc chứ. Ồ, mình phải làm gì đây? À ha, mình sẽ hát bài hát ú à. Này bạn ca mập con ơi, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Mình đây nè. Ru. Ú à. Wow, em bé nó
cùng đi dạo nha. Ta là ma cà rồng đáng sợ nhất thế giới đây. Ôi, em bé chắc đang sợ lắm. Mình phải làm gì đây? À, biết rồi. Ma cà rồng ơi, bạn có thể hát bài hát ú à cho em bé nghe được không? Này bạn ma cà rồng ơi, bạn ở đâu? Ú à, ú à, ú à, ta đây nè, ú à. Bé cưng à, chắc bé đói rồi hả? Để ta pha sữa cho bé nha. Để ta pha sữa cho bé uống nha. Em bé chắc là đói lắm. Cảm ơn ma cà rồng nha. Cùng đi chơi chỗ khác nào. Ta thích một lễ Halloween thật trùng rợn và đáng sợ. Ôi đừng khóc bé cưng à. Phù thủy ơi, bạn có thể hát bài hát ú à cho em bé nghe không? Này phù thủy cười khúc khích, bạn ở đâu? Ú à, ú à, ú à, thôi đây nè, ú à. Phèo, nặng mùi đó nha. Ta nghĩ bé cần được thay tã đó bé cưng à. Ta bỏ tã dơ vào thùng rác nè, rồi gấp tã mới lại và mặc vào cho em bé nè. Cảm ơn phù thủy nha. Giờ tụi mình đi chơi tiếp nè. Đi thôi bé cưng à. Bọn ta là gia đình cá mập sát sống đây. Các người thấy sao? Sợ chưa? Hả? Là một em bé. Ồ, xe buýt cá mập nhờ con trông chừng bé cưng này một tí đó. Ồ, đừng khóc bé cưng à. Cả nhà ta sẽ hát bài hát ú à cho con nghe nhé. Này bạn cá mập sát sông, bạn ở đâu? Ú à, ú à, ú à, mình đây nè, ru, ú à. Ồ, dễ thương quá. Ồ, xin chào. Cảm ơn mọi người đã trông chừng em bé rất tốt nha. Giờ chúng tôi về nhà đây. Tạm biệt, lần sau ghé chơi nha. Cả nhà tới rồi. Ồ, con đang tập luyện câu thần chú đó hả? Cả nhà đây rồi. Dạ đúng. Nãy giờ con đang tập luyện câu thần chú nè. Với câu thần chú này thì cả nhà mình sẽ trở nên mạnh hơn, đáng sợ hơn và tuyệt vời hơn. Để con thực hiện thử nhé. Được, con làm đi. Con có nghĩ sẽ có sai sót gì đó không hả cá mập con? Ồ, ông đừng lo nè. Nào, cùng lại đây nào. Ấm ba la, ấm ba la, ấm ba la.
Cá mập hồ biến trở nên mạnh hơn nào. Hồ biến. Hả? Cả nhà ơi, mọi người đâu cả rồi? Mẹ ơi, ba ơi. Ôi, có chuyện gì vậy? Ôi, cơ thể của tôi biến mất rồi. Ôi không, tôi bị biến thành cá mập tàn hình rồi. Ôi không, mình đã làm phép cho cả nhà mình biến mất rồi. Phải làm gì đây? Không sao đâu, cá mập con. Con chỉ cần câu thần chú để biến cả nhà trở lại. Hãy thử tìm trong sách nào, chắc chắn sẽ có cách mà. Dạ được thưa ông, để con thử tìm xem. Tìm được rồi. Làm cách nào để hết bị tàn hình? Lọ thuốc sắc màu, hòn đá phép thuật, hai con mắt, một mảnh xương. Bỏ vào nồi nấu và làm phép. Nếu không có sẵn mắt và xương, hãy tìm chúng trong lâu đài quái vật. Ông nghĩ ta cần tìm những thứ đó ở chỗ của bộ xương, phù thủy và ma cà rồng ở trên lầu đó con. Dạ được rồi, con sẽ đi lấy chúng. Cẩn thận nha cá mập con, đánh thức những quái vật đang ngủ là rất nguy hiểm đó, phải hết sức cẩn thận. Con nhớ rồi cá mập ông, con sẽ về sớm thôi. Bộ xương đang ngủ kìa. Mình phải lẻn vòng quanh để tìm bốn con mắt và hai mảnh xương mà không được đánh thức bộ xương. Nếu mà hắn bắt được mình, mình sẽ bị ăn thịt mất. Tìm được rồi, hai con mắt. À, là nhện. Ồ, có hai con mắt ở đây nữa nè. Mình tìm hết bốn con mắt rồi, giờ chỉ cần tìm hai mảnh xương nữa. Chúng ở đâu rồi? Ta muốn ăn thịt nữa. Tìm thấy hai mảnh xương luôn rồi, hãy cùng đi làm thần chú nào. Con tìm được những thành phần làm thần chú rồi. Một lọ thuốc hồng cho cá mập mẹ và lọ thuốc xanh cho cá mập ba. Cho thêm một viên đá phép thuật vào nữa nè. Cho bốn con mắt vào và hai mảnh xương nữa. Và cuối cùng con sẽ tiến hành đọc thần chú nhé. Ba la, hãy biến mẹ và ba trở lại như cũ nào. Hồ biến. Nhìn thấy mẹ chưa, cá mập con? Cơ thể của mẹ trở lại rồi hả? Wow, suýt nữa thì... Mẹ ơi, ba ơi! Cảm ơn đã biết mẹ trở lại, cá mập con à. Mẹ thấy khá hơn rồi. Nhờ con mà ba lấy lại được cơ thể tuyệt vời này đó. Ôi may quá! Giờ thì, để biến cá mập bà trở lại, con sẽ đi tới chỗ của phù thủy ở tầng 3. Phù thủy đang ngủ dưới cái cây kìa. Ta chỉ cần tìm hai con mắt và một mảnh xương rồi sẽ ra khỏi đây ngay. Cùng lẻn xung quanh để tìm nhé. Ôi trời, tìm được một con mắt rồi. Mình phải trốn thôi. Wow, tìm được một con mắt nữa nè. Cuối cùng cần một mảnh xương nữa. Nó ở đâu đây ta? Phù thủy đang ôm bộ xương trong tay trong lúc ngủ kìa. Lấy được rồi. Mình nên trở về ngay thôi.
mình phải biến cơ thể cá mập bà trở lại thôi. Đầu tiên, cho loại thuốc màu cam vào. Và cho hòn đá phép thuật vào nữa. Tiếp theo là hai con mắt lấy được ở chỗ phù thủy. Mình cần một mảnh xương nữa. Và giờ mình cần đọc thần chú thôi. Ấm ma la, hãy biến cá mập bà trở lại như cũ, hồ biến. Tôi đã trở lại rồi. Bà ơi, con nhớ bà. Cá mập con à, con làm tốt lắm. Ông ơi, con sẽ mau biến cơ thể của ông trở lại. Đây là chỗ của ma cà rồng. Mình cần tìm hai con mắt, một mảnh xương và một bộ răng nữa. Khoan đã, ta ngửi thấy mùi thơm ngon của cá mập đâu đây? Không phải mùi cá mập nào khác, mà đây là mùi thơm ngon của cá mập con đây mà. Người đâu rồi cá mập con? Ra đây nào. Ôi không, mình chưa tìm được nguyên liệu nào ở đây cả. Mình có nên trở về không? Không, không được. Như vậy sẽ không thể biến cá mập ông trở lại được. Không được bỏ cuộc lúc này. Hãy thật bí mật đi tìm những nguyên liệu nào. Có hai con mắt ở kia kìa. Mình cần phải lấy chúng thật nhanh. Ồ, mảnh xương ở kia kìa. Lại lấy nó nhanh nào. Tuyệt, chỉ cần tìm bộ răng nữa thôi. Nó ở đâu ta? Ồ, nó ở kia, trong quan tài của ma cà rồng kìa. Lại lấy nó thật nhanh nào. Lấy được hết rồi. May quá, giờ hãy quay về với gia đình mình thôi. Xin chào cá mập con. Mùi thơm quá. À, cứu với. Đứng lại đó, bữa ăn của ta. Mình làm được rồi. Ông ơi, con sẽ mau biến cơ thể ông trở lại ngay. Cho loại thuốc màu xanh lá vào nè. Hãy cho viên đá phép thuật vào nữa. Hai con mắt, một mảnh xương và hàm răng nữa nè. Được rồi, cùng mình đọc thần chú nào. Ba la, hãy biến cá mọc ong trở lại nào. Hồ biến. Cá mập con. Ông ơi. Cá mập con, con làm tốt lắm. Con xin lỗi, con đã đọc nhầm thần chú. Con sẽ không làm vậy nữa. Ổn rồi con biết sai là tốt rồi. Đúng vậy, ai cũng có sai lầm mà. Cảm ơn cả nhà đã bỏ qua cho con. Gia đình mình là số 1. Daddy car, boom, boom, vroom, vroom, vroom. Daddy car, beep, beep. Grandma car, boom, boom, vroom, vroom, vroom. Grandma car, boom, boom, vroom, vroom, vroom. Grandma car, beep, beep. Grandpa car, boom, boom, vroom, vroom, vroom. Grandpa car, boom, boom, vroom, vroom, vroom. Grandpa car, boom, boom, vroom, vroom, vroom. Grandpa car.
car. Beep beep. Have a wee vroom 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 vroom. Have a wee vroom 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 vroom. Halloween boom boom vroom vroom vroom. Halloween. Trick-or-treat, give me something sweet to eat. Knock, knock, trick-or-treat, give me something good to eat. Knock, knock, trick-or-treat, give me something good to eat. Trick or treat, give me something sweet to eat. Wow.
Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Ping Pong trên YouTube!